Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm ngành lâm nghiệp Việt Nam. Trang trọng lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Chào ngày mới quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An, và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình làm việc tại Nghệ An, các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dâng hoa dâng hương tại các khu di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đã đến dâng hoa dâng lễ dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Cửu, sinh năm 1945, thương binh hạng 1/4, và gia đình ông Nguyễn Thanh Tịnh, sinh năm 1970, ở huyện Hưng Nguyên. Đây là hai trong số nhiều gia đình ở địa phương này bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lụt thời gian qua. Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ được những mất mát, thiệt hại, đồng thời mong muốn các gia đình nỗ lực vươn lên để cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và địa phương sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng ngày, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng người luôn sống mãi với non sông đất nước, tư tưởng của người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam. Đoàn công tác nguyện hứa luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của người, không ngừng lao động cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Trước đó, đoàn đã dâng hoa dâng lễ dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, huyện Đô Lương, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dẫn đầu đoàn công tác đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm, nén hương thơm, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tiểu đội thép thuộc đại đội 317, tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng với đại biểu tham quan nhà truyền thống và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích. Trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Phát huy truyền thống, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn đoàn kết chặt chẽ, vượt lên mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả được giao. Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần thân thiết nhất đến mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng quân khu. Đồng thời trao đổi nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của đất nước là vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, vừa chuẩn bị tổ chức Đại hội 13 của Đảng. Đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 4 phải làm tốt công tác bám, nắm địa bàn, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời, vùng biển, cùng với lực lượng tham gia bảo vệ, tổ chức thành công các sự kiện lớn của địa phương, đất nước trong thời gian tới. Tiếp tục củng cố các lực lượng vững mạnh, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Quý vị và các bạn, tại thành phố Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam. Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh.
Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, cách đây 75 năm, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 1 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 69 thành lập Bộ Canh Nông. Cũng trong ngày này, Bộ Canh Nông đã ban hành Nghị định số 01 về tổ chức Bộ Canh Nông, trong đó quy định nhiệm vụ của Nha Lâm Chính, tiền thân của ngành lâm nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. 75 năm hình thành và phát triển, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Giai đoạn tới, ngành lâm nghiệp Việt Nam hướng tới thực hiện khát vọng chung là lâm nghiệp Việt Nam hiện đại và sáng tạo, phát triển hài hòa và bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường, có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành lâm nghiệp đã đạt được trong 75 năm qua. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành lâm nghiệp phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngành cần tập trung để tái cơ cấu gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường, gắn với điều kiện phát triển cụ thể của mỗi vùng, mỗi địa phương, đồng thời gắn với nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Tập trung công tác bảo vệ rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất, rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp. Ngành lâm nghiệp phải chủ động tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch, hành động, phối hợp với các bộ, ban ngành và địa phương để thực hiện thành công nhiệm vụ trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngành lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 đến năm 2025. Theo báo cáo, năm 2019, cả nước có 5.539 doanh nghiệp, 340 làng nghề sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản. 10 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 10,46 tỷ USD, chiếm gần 30% giá trị xuất khẩu của toàn ngành nông nghiệp. Việc tổ chức hội nghị với tinh thần cùng doanh nghiệp tìm ra các giải pháp hay, cách làm mới, thích ứng với tình hình thị trường trong nước, khu vực và thế giới để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất, chế biến, xuất khẩu lâm sản năm 2021 đạt 14 đến 14,5 tỷ USD và đến năm 2025 đạt 18 đến 20 tỷ USD. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có trên 965.000 hectare đất có rừng. Trong đó, diện tích rừng trồng hơn 180.000 hectare, độ che phủ rừng đạt 58,5%, trữ lượng gỗ trên 91 triệu mét khối. Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo bước đột phá cũng như thúc đẩy ngành lâm nghiệp và đặc biệt là sản xuất chế biến gỗ của khu vực Bắc Trung Bộ phát triển một cách mạnh mẽ, đưa Bắc Trung Bộ trở thành trọng điểm phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản của cả miền Trung. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những cố gắng vượt bậc, sớm ổn định sản xuất, thích nghi nhanh và vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 của ngành chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản trong năm 2020. Cho rằng nhiệm vụ đặt ra đối với ngành chế biến gỗ và lâm sản trong thời gian tới rất nặng nề. Song Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn để thực hiện việc đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đem lại lợi ích cao cho doanh nghiệp, ngành lâm nghiệp, người lao động. Đồng thời tin tưởng ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quý vị và các bạn, một sự kiện rất vui vừa diễn ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành, đó là lễ công bố danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Tham dự sự kiện có đông đảo đại biểu lãnh đạo trung ương và địa phương cùng hàng ngàn người dân. Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơn địa, nằm phía đông bắc tỉnh Nghệ An, diện tích tự nhiên 54.766 ha, dân số hơn 30 vạn người, đơn vị hành chính có 38 xã thị trấn, trong đó có 18 xã miền núi. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm, Yên Thành đã có 38 trên 38 xã đạt chuẩn, cấp huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí. Yên Thành từng bước xây dựng nên giá trị cốt lõi của một miền quê đang sống. Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ghi nhận những kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thành, ngày 27 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch nước có quyết định tặng huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao quyết định công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tiếp đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành nỗ lực phấn đấu đạt được. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài. Việc củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí phát triển nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể. Chào mừng sự kiện, ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Yên Thành bừng sáng miền quê lúa. Các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Cao Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa dự lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với đồng chí Nguyễn Xuân Đức và đồng chí Hồ Việt Dũng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí trong những năm qua, bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy năng lực, tận tâm, trách nhiệm trong công việc, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư duy trì tốt đoàn kết nội bộ, tiếp tục tạo sự đột phá trong việc tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh hoạch định các chiến lược quan trọng cũng như xây dựng các kế hoạch phát triển, thu hút các dự án đầu tư góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã thẩm tra về dự thảo nghị quyết quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập, mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện quyền trẻ em giải quyết các vấn đề trẻ em năm 2020. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.